Ngày 20 tháng 4, Thánh Conrad ở Parsham, sinh vào năm 1818, mất vào năm 1894. Thánh Conrad không phải là vị sáng lập dòng hay ngay cả là một linh mục, nhưng tình yêu của Ngài dành cho Thiên Chúa và sự sùng kính Đức Maria đã biến Ngài trở nên một anh hùng của Đức Giêsu Kitô. Thánh Conrad trỗi vượt về đức bác ái, được biểu lộ trong tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, trong sự sùng kính thánh thể và sự tín thác vào Đức Mẹ như trẻ thơ. Sinh trưởng ở Parsham, ngay từ nhỏ, Conrad đã được cha mẹ dạy bảo giáo lý thật kỹ lưỡng. Dù phải làm việc đồng áng vất vả, Conrad vẫn dành nhiều thời giờ để cầu nguyện. Do đó, người ta không ngạc nhiên khi thấy người trẻ này đã gia nhập dòng Capuchin sau khi các ngài đến đây truyền giáo. Conrad gia nhập dòng Capuchin với tư cách thầy trợ sĩ. Ngài khấn chọn vào năm 1852 và được bài sai đến tu viện ở Antoetin với công việc giữ cửa trong 41 năm. Vì tu viện là trung tâm hành hương nên việc giữ cửa rất bận rộn. Mỗi ngày có đến cả ngàn người thăm hỏi, và dù già hay trẻ, lịch thiệp hay thiếu lễ độ, thầy Conrad đều ân cần và hòa nhã đón tiếp họ. Qua cách đối xử nhân từ ấy, thầy đã đưa nhiều người về với Thiên Chúa. Thầy ngủ ít, siêng năng làm việc và luôn luôn kết hợp với Đức Kitô. Thầy rất quý trọng thánh thể và sung sướng khi được giúp lễ. Bất cứ lúc nào có chút thời giờ rảnh rỗi, thầy đều dùng để cầu nguyện trước thánh thể. Ngoài việc tôn thờ thánh thể và Chúa Giêsu đóng đinh, thầy Conrad còn đặc biệt sùng kính Đức Maria. Ngài là nữ vương và là trạng sư của thầy trong những khi thử thách. Thầy luôn luôn cổ võ lòng sùng kính Đức Maria qua việc phân phát chuỗi mân côi. Vào ngày 18 tháng 4 năm 1894, thầy bị liệt. 3 ngày sau, khi các trẻ em mà thầy đã dạy chúng lần hạt đang đọc kinh ngoài cửa sổ thì thầy chút hơi thở cuối cùng. Với các nhân đức anh hùng và phép lạ của thầy Conrad, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã tuyên phong chân phước cho Ngài vào năm 1930, và 4 năm sau cũng chính Đức Pio đã tuyên phong hiện thánh cho Ngài. Lời chích: Thiên Chúa muốn tôi từ bỏ tất cả những gì ưa thích và gần gũi với tôi. Tôi cảm tạ Thiên Chúa đã gọi tôi vào đời sống tu trì, là nơi tôi tìm thấy sự bình an và niềm vui mà không thể nào tìm thấy trong thế gian. Những gì tôi muốn thực hiện trong cuộc đời chính yếu là sống bác ái và chịu đau khổ, luôn suy tưởng, tôn thờ và ngưỡng mộ tình yêu khôn tả của Thiên Chúa đã dành cho các tạo vật thấp hèn nhất của Ngài.